Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Nico Robin trong Vua Hải Tặc cho các bạn xem nha. Vì là mình đang tập vẽ nên khi làm cái này mà tay mình run như khi chơi trò chơi con mực luôn ha ha. Mình đang tự hỏi rằng nếu mỗi ngày vẽ một bức tranh như này thì sau một năm sẽ như nào ta? Không biết rồi lúc đó tay nghề có khác bọt chút nào không nữa. Có bạn nào muốn thực hiện cái thử thách này cùng với mình không? Comment phía dưới để cho mình biết nữa nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Như vậy là đã hoàn thành rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những clip mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.